vùng biên giới Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu trong buổi chiều muộn. Bức tranh sơn thủy hữu tình nơi đây như được tô điểm thêm bởi sự thắp sáng của nguồn điện quốc gia từ dự án đầu tư lưới điện nông thôn giai đoạn 1 của tỉnh nhà. Điện được kéo về, cuộc sống nơi bản xa xôi này đã dần được đổi thay. Các thầy cô giáo cắm bản đã hết cái thời thắp đèn dầu để soạn giáo án cho buổi sớm lên bục giảng. Các hộ gia đình nhờ có nguồn điện đã trang sắm thêm nhiều vận dụng tiện nghi phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Gia đình anh Trừ Pai Lần trước đây ngoài việc chờ cho nến tắt dầu cạn rồi đi ngủ sớm, thì nay cả nhà ai nấy đều vui mừng bởi mỗi chiều tối được xem TV, nắm được chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, được học hỏi kinh nghiệm sản xuất trồng trọt. Giờ có điện thì dùng mình nấu cơm, nấu nước được phát triển, là được thoải mái đêm xem TV, xem phim. Bản Phai Lầu, xã Đồng Văn là bản xa xôi, khó khăn gần như bậc nhất của huyện Bình Liêu. Đời sống đồng bào chủ yếu là tự cung tự cấp, thiếu thốn đủ đường. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và triển khai dự án đầu tư phát triển mạng lưới điện nông thôn, bản Phai Lầu đã được đầu tư dự án lưới điện với chiều dài tuyến lên tới 4.914 m. Tại đây, Điện lực Bình Liêu đã dựng 39 cột điện, một trạm biến áp 31,5 kV/A. Đặc biệt là tuyến đường chính của bản được lắp hệ thống điện chiếu sáng, phục vụ thuận tiện đi lại của bà con nhân dân. Đúng 8 giờ tối ngày 27 Tết Nhâm Thìn, các hộ dân nơi đây đã chính thức được sử dụng điện lưới quốc gia trong niềm vui khôn xiết. Khi điện đến, đấy cũng là sự trông chờ mong đợi của bà con bấy lâu nay. Điện đến được dân bản thì bà con tình hình kinh tế xã hội, cái nhận thức của bà con cũng được nâng lên. Để bà con tiếp thu, tiếp nhận những kiến thức khoa học của các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thì cũng được một cách là thuận tiện hơn qua cái hệ thống TV và đài. Từ đó thì để vận dụng vào áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của bà con. Cái thứ hai nữa là khi điện đến thì bà con cũng có cái điều kiện thuận lợi cho các cháu trong vấn đề học tập của các cháu, chứ ngày xưa thì toàn là đèn dầu, vấn đề học tập của các cháu cũng không đảm bảo. Bây giờ điện đến thì học tập của các cháu, kể cả vấn đề dạy của các cô thì cũng rất là thuận tiện. Điện về tới bản vùng cao Phai Lầu đã mang niềm vui, mang ánh sáng, mang văn minh đến với người dân thôn bản. Đây cũng là một trong những mục tiêu cơ bản của huyện Bình Liêu trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho bà con. Thank you.